nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh chiếc xe ô tô đồ chơi nha mọi người ơi. Để chúng ta tô màu.
Ok, vậy là chúng ta tô màu xong bức tranh chiếc xe này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.